Hôm nay, tỉnh Quảng Nam bắt đầu đưa vào khai thác trạm cứu hộ khẩn cấp đặt trên cửa sông Thu Bồn, trên tuyến đường biển Hội An ra đảo Cù Lao Chàm. Theo đồn biên phòng Cửa Đại, trạm cứu hộ này gồm 4 trụ sắt, để trụ bê tông cốt thép cắm sâu 1,5m, mái lợp bằng lá dừa nước và được phủ lưới. Trạm cứu hộ nằm trên cồn cát tự nhiên, khu vực cửa biển Cửa Đại, nằm cách bờ hơn 2km, chiều cao trạm gần 6m để quan sát tàu thuyền qua lại. 5 cán bộ đội biên phòng Cửa Đại cùng một cano cứu hộ chuyên dụng sẽ được bố trí túc trực ở đây để hỗ trợ tàu thuyền ra vào, ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Trạm cứu hộ khẩn cấp được đưa vào vận hành sau vụ tai nạn lật cano thảm khốc làm 17 khách du lịch tử nạn ở tuyến đường biển này vào ngày 26 tháng 2.